Con chào bác thương binh Việt Nam Cộng hòa Thạch Nhung, con là Vân Kim hát cho đồng bào tôi ở Mỹ, con gọi về thăm bác Nhung. Hôm nay bác Nhung khỏe không bác Nhung ơi? Là bác Nhung khỏe, con mừng bác Nhung ơi. Bác làm ơn giới thiệu cho con ngày xưa bác đi lính tên họ là gì, số quân và binh chủng gì, bác nói giùm con nha. Số quân 76 xẹt 508 362. Rồi bác thuộc binh chủng sư đoàn 9 bộ binh phải không? Cựu lực quân. Dạ. Binh chủng cựu lực quân quân đội hải ngoại. Sư đoàn 9 bộ binh con còn dạ dạ con nhớ bác rồi. Bác bị mất phần thân thể nào trên người vậy bác Nhung? Dạ, chú bị thương mất phần thân thể nào? Chuyện gì? Mất bên Đồng Tháp, mất bên cẳng trái. Chú đỡ. Thấy không? Hạ xuống chút, hạ xuống thấp cái chân xuống giùm chút đi bạn ơi. Rồi. Qua bên kia chút, qua bên kia chút. Được rồi, thôi, bạn ơi, đưa lên đi bạn ơi. Rồi, bác Nhung ơi, con xin lỗi vì con gấp quá, con đang livestream mà con phải ngưng nè. Vào ngày 16 tháng 2, 2024, con có thay mặt bạn Diệu Võ gửi vị là bác Nhung 100 đô la. Nhờ một cái bạn ở trong nước trao lại cho bác Nhung nhận được đầy đủ 100 đô la chưa mẹ bác Nhung? Rồi, bác Nhung nhận được rồi, bác Nhung ơi, đó là phần quà của bạn Diệu Võ gửi vị là bác Nhung nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Bác để xuống đi, được rồi, bác để xuống đi, bác cất vô đi nha, bác cất vô. Con xin thay mặt bằng Diệu Võ riêng con dùng ý đồng bảo của nhà hải ngoại cảm ơn bác Nhung rất nhiều, và lính Việt Nam đã chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam và đã bỏ lại phần thân thể trên chiến trường. Khoảng đời còn lại con kính chúc bác Nhung luôn sống vui sống khỏe bên người thân và gia đình nha bác Nhung. Hàng ngày bác Nhung có phải là đi bán vé số mưu sinh không? Đi bán vé số mỗi ngày. Con xin lỗi hôm nay con tóm tắt nhanh nha vì con đang livestream nè. Rồi, con kính chúc bác luôn nhiều sức khỏe nha. Bác Nhung có lời gì muốn nói với bạn Diệu Võ không? Bác nói đi, con chuyển lời lại giùm bác nè. Không có lời gì để cho cảm ơn thôi. Cũng giúp đỡ cho tôi cũng qua cái cơn khổ trong dịch là mình khổ đó. Dạ, rồi, bác Nhung ha. Con biết bác Nhung ơi, bác Nhung là người lính Việt Nam Cộng Hòa, người Việt gốc Khmer phải không bác? Rồi. Dạ, rồi, ngày xưa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình rất là nhiều bác người lính Việt Nam Cộng Hòa gốc Khmer và những người đồng bào người thượng thiểu số. Rồi, con tắt nha, con tắt livestream để con tắt để con livestream nha. Con chào bác Nhung nha. Rồi, chúc bác Nhung năm mới nhiều sức khỏe và bình an. Cảm ơn bác là người lính Việt Nam Cộng Hòa nha. Dạ.